Anh biết là cái chương trình này cũng sẽ có rất là nhiều các cái bạn trẻ đang rất là hừng hực khí thế, hào hứng khi mà vào một cái môi trường mới, vào trường đại học, vào một công ty mới, kết giao với cả nhóm này nhóm kia. Tức là đều muốn mình trở thành những trung tâm của những cái sự chú ý, rồi là trung tâm của những cái vòng tròn bạn bè nọ kia. Thì những cái lời mà Trường vừa nói về cái màng lọc đấy, nó rất là quan trọng. Nó khiến anh nhớ đến một cái thứ mà anh rất là hay chia sẻ với cả team của Spyro ở trong. Đó là một trong những cái bài phát biểu rất là đáng nhớ của C. S. Lewis về The Inner Ring. Tức là có những cái rất nhiều những cái vòng tròn mà các bạn rất là muốn tham gia. Một cái vòng tròn, thí dụ nhá, ở trong lớp có một vài bạn rất là cool chơi với nhau chẳng hạn. Mình rất là muốn, mình thấy họ chơi với nhau nhiều vui quá, mình rất là muốn tham gia vào trong cái vòng tròn đấy. C.S. Lewis gọi đấy là The Inner Ring, là vòng tròn bên trong. Nó ẩn bên trong cái vòng tròn lớn, nó cả một cái tập lớp học hay là bạn bè, cơ quan gì như vậy. Và để mà vào trong cái vòng tròn bên trong đấy, đôi lúc chúng ta là phải đánh đổi bản thân. Thí dụ như là những cái nhóm học sinh hoặc những nhóm bạn bè đấy, cool ngầu đấy của lớp, tham gia đua xe chẳng hạn. Thì nếu mà bạn muốn vào một cái vòng tròn đấy, đâu đó là bạn cũng sẽ phải đi theo những cái chuyến bão đêm của họ. Hoặc là họ thử chơi một cái thứ chất gì đó lạ chẳng hạn. Thì đôi khi để được vào chúng ta cũng phải tặc lưỡi để chúng ta trượt vào cái vòng tròn đấy. Nhưng những cái thứ này nó rất là nguy hiểm. Bởi vì cái cảm giác mà chúng ta bị left outside, bị ra ngoài khỏi vòng tròn thì không ai là thích thú cả. Đó là một cảm giác không hề dễ chịu nếu mà không có luyện tập. Đấy là một thứ rất là quan trọng. Thế nhưng lại quay lại cái tình bạn thứ ba mà Aristotle đã nói, và tình bạn chân chính như cụ Seneca đã nói. Thì khi mà chúng ta làm tốt công việc của mình, chúng ta biết chính mình và là chính mình rồi, chúng ta có những cái màng lọc tự nhiên, có những cái giới hạn, có những cái rào cản rồi, thì hãy tập làm quen với việc cảm giác bị left outside đó, khỏi những cái vòng tròn đó. Và chọn những người bạn cho tử tế. Bởi vì không, một khi đã trượt vào đấy rồi thì nó sẽ là những cái trải nghiệm vô cùng đau thương. Và đôi khi là ân hận chỉ là một cái từ mà viết thì là không đủ. Thế cho nên là mới đến một cái mà Seneca nhấn rất mạnh ở trong cái cuốn Những bức thư đạo đức này, thì là tìm hiểu lấy chính mình, làm bạn với cả bản thân mình. Trường nghĩ thế nào về cái câu mà hãy làm bạn với cả bản thân mình? Em nghĩ đấy là cái khó nhất đấy. Bản thân, việc làm bạn với chính bản thân mình nó là cái thứ rất là khó. Em nghĩ là đặc biệt trong thời đại này chẳng hạn thì cái việc đấy nó càng khó. Vì là có một cái đó là đến bây giờ nhá, đến bây giờ, kể cả bây giờ, đôi khi em có những cái khoảnh khắc mà em phải dừng lại, em hỏi là đã bao lâu rồi mình không tự nhìn vào nội tâm của chính mình, không nhìn vào nội tại của chính mình, không trò chuyện với chính mình. Đấy. Thế ở đây chúng ta không trò chuyện theo cái kiểu là du ngủ. Đấy. Tức là không phải nói chuyện theo cái kiểu là mày là một người tốt, mày xứng đáng nhiều hơn, mày thế này thế nọ. Em thì em lại không phải theo cái kiểu đấy. Nhưng mà ở đây đôi khi á, nó là mình nói chuyện để mình nhìn, nói chuyện nhưng mà nói với bản thân mình, nhưng lại phải khách quan. Tức là những việc mình đã làm, những việc gì là so sánh với cái triết lý của mình, những việc gì là mình đã làm được, những việc gì mình chưa được. Đấy. Mình có thực sự trung thực với việc đấy hay không? Đấy. Và cái việc đấy thực ra nó rất là khó nhé. Vì trung thực với chính bản thân mình nó là việc cực kỳ khó luôn. Đấy. Bởi vì là khi mà bạn trung thực với chính bản thân mình, có nghĩa là cái tốt cái xấu bạn cũng phải trung thực, đúng không? Cái tốt thì thực ra là dễ trung thực. Đấy. Mà thực ra cái tốt lại còn đôi khi nó cũng rất là khó trung thực, bởi vì chúng ta hay nhìn nhận. Có một câu rất là hay, văn ta vợ người chẳng hạn. Khi mà văn ta đến nào chả hay. Đấy, nhưng mà nhìn nhận cái tốt của chúng ta nó là cũng đã là một cái việc khó rồi, nhưng mà nhìn nhận về cái xấu của chúng ta nó còn là một cái việc khó hơn. Đấy. Và khi mà chúng ta phải coi chúng ta là bạn theo cái nghĩa đó là chúng ta sẽ muốn cái người bạn đấy tốt hơn. Đấy. Muốn cái người bạn đấy có được hạnh phúc, thì lúc đấy cái cuộc đối thoại của mình ấy, nó mới thực sự là giữa hai cái người bạn với nhau được. Đấy. Đôi khi nó chính là hai cái phiên bản của chính bản thân mình, cái phiên bản sắp tới mình muốn trở thành. Đấy. Và cái phiên bản hiện tại và quá khứ của mình là như thế nào. Đấy. Nhưng mà đến bây giờ đôi khi là cuộc sống nó quá bận rộn và em quên mất cái việc đấy. Đấy. Tức là đôi khi mình bỏ quên với cái người bạn đấy. Đấy. Và em thấy thưa em đấy, việc đấy là cái việc rất là khó, bởi vì là đôi khi người bạn ở bên ngoài chẳng hạn, đôi khi mình quên họ mà họ gọi điện họ nhắc mình. Đấy. Nhưng mà cái người bạn là cái quá khứ hay là cái bản ngã hoặc là cái tôi của chính mình, là gọi theo bất kể một cái gì đó đi, thì đôi khi nó không, cái tiếng gọi nó không rõ ràng như thế. Đấy, và cái tiếng gọi đấy đôi khi là phải mất, có thể phải trải qua một vài cái biến cố thì lúc đấy chúng ta mới, có những người thì trải qua biến cố họ lờ tịt luôn cái đấy. Đấy. Nhưng mà ví dụ như là đâu đó như là chạy trốn khỏi bản thân, đúng không? Chạy trốn khỏi bản thân, không dám ngồi xuống và làm bạn với cả những cái thứ mà nó là, có thể nó là xấu của mình chứ. Đấy. Ừ. Bạn bè thì đôi khi cái quan trọng nhất của bạn bè đôi khi em nghĩ rằng là nó không đánh giá. Đấy, nó không đánh giá nhau. Đấy. Và cái việc không đánh giá này nó không phải có nghĩa là sai không nói, đấy, tốt không khen, mà không đánh giá ở đây ấy, là phải nhìn nhận mọi thứ nó rất là khách quan mà nó đúng với cả bản chất của chính nó. Đấy, và việc đấy thực ra là rất là khó. Đấy, việc đấy là rất là khó. Khi chúng ta làm bạn với ai đó cũng thế thôi. Có một thứ rất là quan trọng ở trong cái mối quan hệ giữa con người với con người ấy, đó là cảm xúc. Đấy, nhưng mà cảm xúc thì nó lại là cái thứ thay đổi theo hoàn cảnh ở bên ngoài. Đấy, và nếu như chúng ta không có một cái, nói nghiêm túc là nếu như giả sử trong cái nội tâm của chúng ta hoặc là trong cái tư tưởng của chúng ta nó không có một cái ngọn hải đăng này chẳng hạn, đấy, thì đôi khi là những con sóng cảm xúc nó khiến cho chúng ta cái gọi là những cái đánh giá của chúng ta nó rất là lệch lạc. Vì là có một câu rất là hay là chúng ta luôn luôn là nhân vật chính, luôn luôn là nhân vật tốt ở trong câu chuyện của chính mình mà. Đấy, chúng ta luôn là nhân vật tốt, mình cũng biết được đâu đấy là trong cái một cái câu chuyện của người khác, ở một cái bàn nhậu khác, họ đang nói xấu về mình trong những thứ mà mình nghĩ rằng là mình làm tốt đâu. Nhưng đó vẫn lại là việc mình không kiểm soát được, đúng không? Vâng, đúng rồi. Đấy, thì đấy nó lại là cái việc mà mình có thể kiểm soát được, nhưng mà cái việc đấy nhá, nếu như ở bên ngoài nó dễ, đấy, nhưng mà đối với cả nội tâm mình thì đôi khi là rất là khó. Đấy, khi mà chúng ta nói chuyện, ngồi xuống và chúng ta trò chuyện với cả cái nội tâm mình như trò chuyện với một người bạn tri âm tri kỷ chẳng hạn đấy, thì mình sẽ đôi khi là mình sẽ nhận ra được rất nhiều thứ. Đấy, em nghĩ là như vậy. Đấy, bản thân em đôi khi không làm được về đấy đâu nhá, nói thế đâu, nhưng mà đôi khi mình có những cái thứ mình làm mà mình không dám, mình chưa dám nhìn vào nó. Anh lại hay làm việc đấy mà khi mà mình viết một chút vào cuối ngày, cái lúc mà mình gác lại hết tất cả những cái bận rộn của mình thì mình vào cuối ngày thì mình viết lách một chút, thì mình có thể đâu đó mình đi sâu và mình hỏi xem là hôm nay mình cảm thấy nó như thế nào, có cái sự vụ gì không, mình cư xử như vậy đã được chưa. Với đâu đó trong một ngày mình cũng cần khoảng tầm 15-20 phút để mà mình tĩnh lặng lại, để mình nhìn và mình trò chuyện đúng giữa mình và một người bạn tưởng tượng là bản ngã của mình chẳng hạn. Thế nhưng mà cái việc này ở trong một cái thế giới nó bận rộn như thế này, mất ngủ như thế này, thì việc đấy thật sự là rất là khó. Nhưng mà ai mà tìm ra được những cái thứ đấy thì thật sự là may mắn. Còn về cái chia sẻ của Trường vừa rồi, anh cũng rất là đồng cảm. Anh nghĩ là một trong những cái thứ tuyệt vời của bạn bè đó là việc mình có một người lắng nghe, và họ không phán xét gì mình cả. Và bất cứ một câu chuyện nào thì cũng phải nghe được từ nhiều chiều, phải chỉ ra được cái sai và cái đúng của bạn, chứ không phải là làm bạn mà mình cứ bênh tất cả những cái sai của bạn, không được. Mình sẽ rất, kể cả nó làm việc xấu, nó vẫn là bạn của mình, nhưng mà mình phải chỉ cho nó đấy là cái việc xấu, và đừng nên làm như thế nữa, và nó trái với những cái thứ gọi là ngọn hải đăng ở trong cái ý thức của mình chẳng hạn. Nếu nó đã đi trái cái đấy nó vài lần rồi thì những cái người đấy nó không, nhưng mà làm một người bạn chân chính thì vẫn phải nói được rõ, chỉ rõ được cái sai, không ai bênh cái sai cả, người ta chỉ bênh cái đúng thôi. Nhưng trước hết hãy học cách lắng nghe. Anh nghĩ là chúng ta có thể giảm stress rồi giảm những cái bức bối trong lòng rất nhiều khi mà chúng ta ngồi xuống với nhau như thế này, lắng nghe từ đầu đến cuối một câu chuyện, trò chuyện như thế nó cũng làm dịu lòng mình đi. Như cụ Epictetus đã nói đó, trước khi bất cứ một cái sóng gió thì nó đến với cuộc đời, hãy lùi một bước, hít thở đều, rồi hãy phản ứng. Tại vì cái việc đấy nó sẽ giúp chúng ta không bị đánh bởi những cái cơn sóng của cảm xúc, bởi vì chúng ta cần lùi lại một chút và chúng ta dùng cái tâm trí của mình đấy, lắng nghe theo những cái gì mà logos, tức là vũ trụ mách bảo rồi